Thì các bạn ơi, nếu các bạn thích video này đừng quên like và đăng ký cùng nhấn chuông tên để đèn thông báo từ kênh Tuzi Mobile Game nha. Hai mọi người, mình là Tuzi đây. Thì cái ngày hôm nay Tuzi giới thiệu các bạn là một cái game có tên gọi là xe trứng. Nói chung lại là nó một cái dạng game cân bằng các bạn. Các bạn sẽ di chuyển cái trứng trên cái xe làm sao đừng có rớt xuống. Thì để coi là Tuzi sẽ đi được bao xa đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nha. Đó, xe trứng. Thì ở đây tôi có hai cái xe, một cái xe cứu hỏa, coi là cái xe cứu hỏa coi nó chạy như thế nào ha, tại cái xe cứu hỏa nó dài hơn xe bình thường. Tôi thấy xe dài nó phải hơi khó chạy hơn xe ngắn các bạn, kiểu là cái biên độ dao động của nó lớn hơn á. Ui, xem chết. Nên lên dốc, nhỏ lên dốc các bạn thấy khó nè. Kiểu là nó biên độ động nó rất là lớn. Để tôi đi đổi thành xe nhỏ ha. 50, các bạn được 50 mét thì bạn sẽ được xe mới. Hoặc là các bạn sẽ bỏ tiền ra mua. Tôi giữ một cái xe chích mệt. Xe ngắn thì nó cũng kiểu như nó giữ yên hơn, xe dài nó hơi xúc thịt nhiều quá. Như là cũng tùy cái địa hình đó các bạn, nó thì cũng hơi oan cho nó. Tôi bữa chơi thử là được 31 mét ha, ráng qua được cái kỷ lục đó coi. Khó lắm các bạn, lên dốc khó. Đấy, xe trứng ơi. Từ 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 từ. Tuzi từ từ. Yo. Ngoài vô. Ồ, 15 mét rồi ha. Được, nửa chặng đường cần báo thù rồi ha. Đầu lên dốc nè. Lên từ từ thôi. Xuống cũng xuống từ từ. Chắc 31 mét là xa nhất quá. Trời, con chó nhà tôi đi đang giường nằm ngủ giường ngáp. 4 mét, 5 mét. Ok. 8 mét. 10 mét. Những khúc chốc các bạn đã tự chạy ha, nó sẽ chậm chậm. Nếu mà bạn nhấn thì nó sẽ rất là dễ chết. Nó như vậy nè, đã tự xuống luôn. Các bạn đi lên. Ui ui, lên. Khúc chốc này các bạn phải từ từ thắng lại. Nếu không mình sẽ bỏ cục tỏi. Rồi các bạn tiến lên. Yeah. 32 mét. Từ từ lên nha các đồng chí. Đó, 37 rồi. Từ từ 40. Không được vội. Ui, 43 rồi, cố lên 50 mét là được đổi xe mới. Ây da. Cái này hơi căng. 49 mét. Siêu khó luôn các bạn.
Chết á, triệu bạn ráng đi luôn. Tại vì nó sẽ tính cho cái móc mà khi mà cái trứng rớt xuống như là cái xe ha. Bạn lưu ý. Ồ, mở này hay đổi cảnh quá nhờ. Cảnh này đẹp nè. Lên luôn. Cái trứng cái đầu lớn nó phải xuống dưới thì nó mới không bị rớt ra, chứ mà cái đầu lớn mà nó ở cái đầu nhỏ này nó hay bị lật. Siêu khó luôn, là lúa phú street 5m. Sau sự kiện 49m thì chắc là không được đi xa nữa đâu. Cố lên được 50m lấy cái xe mới chơi quẩy chơi. Ui dồ, lên dốc là cái gì đâu, dốc là cái đinh gì đâu. Mấy dốc tôi nghĩ là phải đi luôn, đi thẳng luôn, chỉ có xuống dốc thì đi từ từ thôi. Hên xui. Xe này có vẻ không được an toàn cho lắm. Thằng người lái quá dở. Khẳng định luôn 49 là hết đáp. Đổi xe. Là cái xe cũ bích đi. Xe mặc định luôn các bạn. Ô mà cái xe mặc định có vẻ thấy nó chắc chắn hơn. Chắc chắn hơn mà nó cũng không có khá hơn lắm là bao nhiêu. Kiểu này các bạn vẫn phải chơi cẩn thận ha. Nó không có chạy rớt hơn cái xe kia. Không, nó vẫn chạy rớt. Nó vẫn chạy rớt như thường. Xin lỗi các bạn, nó vẫn chạy rớt như thường. Tôi đi từ kỹ thôi, các bạn thông cảm. Nó vẫn chạy rớt như ngày nào. Ui, 21m. Dòng cuối. Ây da. Có rớt thì cũng phải cho nó rớt xa ra. Thôi tôi chơi một lần cuối cùng đó nha. Thôi mình là nghỉ. Khó quá nè, khó quá. Ui, 19m. Cao nhất là 49 rồi. Bó cay, 49 là bó cay. Thì bạn nào mà vượt được mặt Tuzi thì các bạn nhớ comment phía dưới cho tôi biết nha. Và hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.